Dạ con thay cha cùng cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Hường, con ở Đắk Nông. Hôm nay con đến con làm chứng cho Chúa. Con cảm tạ cha và cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho con. Đã. Trong suốt thời gian vừa qua con mắc bệnh ung thư trực tràng, mà bác sĩ thì cứ hẹn con tới lui hoài đi khám, rồi thì hẹn tới hẹn lui, rồi con cứ mỗi lần cái thời gian nó ngưng đi rồi là con lại về đây cầu nguyện với Chúa, rồi cha cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì cái hôm thứ hai vừa rồi á, là bác sĩ kêu con về chuyển máu để thứ tư mổ, mà con về thì từ sáng đến trưa cũng có máu, khi cái hẹn đến 1 giờ 2 giờ cũng không có máu. Đến khi đến 3 giờ con làm giờ thương xót xong, đến 3 giờ 15 là bắt đầu họ kêu con thì có máu chuyển. Đến khi cái sáng thứ tư là họ kêu con đi mổ. Họ kêu con đi mổ thì vào thì họ cũng làm thủ tục các cái, họ gây tê, gây mê. Họ bắt con nằm cong lưng lên như con tôm, họ gây tê đằng sau lưng. Rồi là họ gây mê cho con xíu không biết cái gì luôn. Lúc ấy họ cũng nói con là bây giờ phải gây tê như vậy chứ không có biết mổ của chị là nặng lắm. Mà không gây tê như vậy là sau này chị sẽ đau lắm. Vậy mà đến lúc ấy họ gây tê xong, họ làm con từ lúc 9 rưỡi. Mà lúc 11 giờ rưỡi họ đã kêu con dậy rồi. Khi con dậy là con mở mắt ra con tạ ơn Chúa. Khi con lấy tay con sờ lên bụng con thì không có một cái vết gì. Thì bác sĩ nói con là bị mổ vết mổ to mà phải đưa ruột ra ngoài nữa. Lúc con sờ bụng con thì không có cái gì. Con lấy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa, con tạ ơn mẹ và Chúa giữ con. Thì cái về phòng đến 3 giờ chiều là họ đưa con về dưới phòng điều dưỡng luôn. Vậy là đến chiều hôm qua là bác sĩ cho con ra ngoại trú 10 ngày. 10 ngày sau để quay lại để bác sĩ cho kết quả sau ca phẫu thuật. Vậy là sáng hôm nay con với chị gái con nên nuôi con để mổ ở bệnh viện ung bướu. Chị con là thôi hai chị em đi xuống tạ ơn Chúa. Rồi con ở đây rồi là đến 10 ngày rồi con quay về bệnh viện. Mà cuối cùng bác sĩ mổ cho con nó không có phải đưa ruột ra ngoài, mà họ mổ nó khâu chìm ở trong hết là nó có 2 ngày. Khi cái những người mà đi mổ cùng với con ấy, con đến con thăm họ, họ ngạc nhiên. Họ bảo tại sao mày đi mổ cùng với tao, rồi mày rong mày thăm ta, có phải mày không? Con bảo phải. À, sao mày hôm qua đi mổ mà giờ mày khỏe mày rong đi, mà tao còn nằm còn chưa được uống sữa đâu, mày đi rong đi được rồi. À, vậy giờ có được ơn Chúa, Chúa gìn giữ, Chúa không có bắt mổ vết hở ngoài đâu, nó không đau. Vâng, thì khi chị em một người mà ung thư trực tràng mà mới qua một cái đại phẫu vừa gây mê vừa gây tê, mà mới chỉ có ngày hôm trước ngày hôm sau mà đến đây được, đó là một cái điều lạ. Cái thứ hai là không, ung thư trực tràng mà không có phải đặt hậu môn ra bên ngoài mà khỏe mạnh đến đây được, tỉnh táo đến đây được, đó là cái điều rất lạ. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa cho người chị em của chúng ta và cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cây quạt 100 năm cái mẹ hiện ra tại Fatima, và đây là tập sách Những lá thư không gửi lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con.